kêu đập nước cá chạy. Vậy đó hả? Đập dài dài đi con cuốn sao cho. Ừ. Chào cả nhà. Mưu sinh miền quê xin mến chào các cô chú anh chị. Thì hôm nay là tem của em tiếp tục là săn bắt ngày mới. Nhưng mà hôm nay có một cái sự khác biệt là sẽ không có săn bắt ở trên bờ, mà hôm nay là cái tem của em á là sẽ trải nghiệm là giăng lưới để có gì ăn nấy. Mà lưới mà mùa này thì cá linh rất là nhiều, nhưng mà hôm nay anh Hùng có một cái tay lưới rất là độc lạ, hai phân. Anh mua cách đây cũng tầm khoảng có 2 năm rồi mà tới giờ anh mới đem ra anh xài nè. Lưới này lưới có 2 phân à. Thì cái con cá linh á thì cái đồng chỗ của em á cá nó chưa có lớn hung, tầm khoảng cỡ 2 phân là có thể là nó dính. Mà một hồi thì anh Hùng sẽ đi giăng mà cũng không biết dính cái gì nữa, mà nói chung là giờ cũng không có hứa nó dính cái gì, thì mình đem lên cái mình nấu ăn trải nghiệm cho cả nhà xem vui. Cả nhà theo mình nghe, dính cái gì mình làm cái nấy nha, chứ này không có hứa và dính cái gì mình quất cái nấy à. Lưới này cái lỗ này thấy cũng gọn gọn à. Hai phân. Cả nhà theo mình nha. Coi bữa nay mình giăng lưới rồi mình làm cái món gì độc lạ nha. Lâu lắm mà mình chưa có cái vụ làm cái vụ này. Đồng mình giăng tại chỗ rồi mình đem lên là ăn. À. Giờ sư phụ giăng hay gì hay là con giăng? Sư phụ giăng cho. Có sợ phải không? Dính cái gì mình ghi hình lại cái nấy cho cả nhà cùng xem với mình nha. Tem của mình là không có cái phương tiện để mà mình đi dưới kinh dưới sông như thế này nè. Còn đi trên bờ không à. Rồi bây giờ là đi giăng lưới lội nước luôn á. Thì phải có sự là ước mình một người rồi. Chỉ một người ước mình thôi. Nếu mà lội theo đông á, quậy gốc gạ lên nó lên một hồi á, là nó dính tay lưới lên gỡ xỉnh luôn á. Dính gạ dính gác không chứ là không có dính cá nữa, cho nên nó là hạn chế là lội đi theo cái một anh chăn lưới. Mình giăng vô mình là đặt trong nước mà ở dưới nước mình thấy đó. Em chỉ trên bờ là nhìn anh thôi, còn lại là giăng là nó là nghề của anh, mà cái này nghề anh mà. Nghề sở trường này chơi mua 2 năm về trước, tới 2 năm về trước bỏ. Chưa có dẹp cả nhà ơi. Chưa có dịp luôn. Chưa văn mà này nó một không trời. Không có một à. Chắc hả? Này mua ở dưới thế này, cà lỏ ở dưới á. Gì mua tới dưới vậy? Đây cái dịp mình đi xuống dưới mình đi đám dỗ á. Được rồi. Tôi mở cho. Rồi thắng mình mở. Phải à, 10 ngón mở được rồi, cái 9 ngón thầu mở. Mấy con văn cho sư phụ chút nữa đi thăm. Thôi để sư phụ văn cho. Thành biết làm không Thành? Không biết ngăn lưới không? Biết chứ. Có lấy à. Còn thôi hai thầy trò đi luôn đi cho trải nghiệm cho luôn đi. Người ước mình được rồi. Để tới đây người dân hồi người cuốn chứ. Có sao đâu, đệ tử mà. Hỗ trợ có gì dập bẻ cũng đệ tử lôi lên. Nó nắm giò lôi lên. Bữa nay không có đem cái gì hết trơn, không có đem cái gỗ mà đá chuối nữa nè, mâm mình đi quyền thoại. Thấy không? Ở đây có lá chuối. Lưới này anh mua rồi 2 năm rồi, tới giờ mà nó không văng, nó chưa văng đâu, cho là mấy cái đầu gút là chưa gút luôn. Còn bên kia đầu gút, bên kia gút chưa? Rồi, mấy gút cái sạc luôn. Có giải gì mới ha? Khỏi giải. Khỏi giải. Mình mới mua mà, mua mấy 2 năm mà. Rồi bây giờ anh Hùng đi văng mà cả nhà cùng xem vui. Rồi, mình bắt kia mình bối trả lại. Ta lưới này 100 mét thôi không anh? 100 mét. Ờ dài có 100 mét luôn ha. Khá dài á. Nước này cũng hơi khá là sâu rồi. Nước cái này mà bắn cò cái bể tay luôn. Thôi bỏ đi, khó quá cho qua đi, đừng có nhắc tới nữa mấy con cò nữa. Giờ mình chủ yếu mà hôm nay mình đi kiếm ăn này nè, đó nhắc cò. Làm gắng làm để mà hồi có là đồ ăn rồi mình nấu cơm trưa nè. Nhắc tới mấy cò hoài. Còn ghiền hả? Ghiền chứ. Lạnh không anh Hùng? Tăng. Hơi tăng hả? Nãy gặp chiếc xuồng mà tính mượn mà chơi hết trơn, xuồng người ta bơi đi mất tiêu rồi.
nó có xuồng mà bơi nó khỏe hơn nhiều. Nói gì á? Biết văn không? Văn nhanh dữ hả? Không có biết không mà văn gì cái này gì nè. À. Lúc phao hết rồi sư phụ ơi. Cái này có chừng có 50 mét rồi ông ơi, đâu được tới 100. Tôi bữa dùng dữ lắm ông ơi. Bữa dùng dính cá không có chảy. Rồi cột lại hay anh bỏ thí vậy? Bỏ thí luôn. Văn có cá chạch dính không? Cá chạch đi đâu ban ngày, cá chạch đi văn ban đêm mới dính. Cá ban ngày ban đêm thì cũng dính văn, cứ ngầm là ban ngày ban đêm thì cũng dính văn á. Nhất là cá chạch ở cặp mé nè. Ừ. Ôi chào cả nhà, mình lấy văn rồi, chờ chút cho mình cuốn. Cỡ bao lâu mình mới cuốn được anh Hùng? Cỡ nửa tiếng hả? À nửa tiếng nữa mình cuốn ha. Ừ. Giờ mình đi kiếm cái gì đó hồi mình ấy đi ta, mình kia mà làm ăn trước đi. Ờ à, giờ ở đây chưa có bông điện nữa. Kiếm chỗ kiếm bông điện, hái mới bông điện rồi. Chị cầm cây xuống nước luôn hả, trên bờ đập được sao xuống nước? Đứng đây nè, mà đập cục mé cho nó giọt ra chỗ mau. Đây là cái chiêu gì Phan, quanh quay lại anh nói cho cả nhà coi cái đây là cái chiêu gì? Cái chiêu đập nước cá chạy. Vậy đó hả? Đập dài dài đi con cuốn sao cho. Rồi. Giờ đập vừa cuốn luôn hả vậy? Giờ đập vừa cuốn. Đập khúc đi rồi em mới sao em cuốn. À cho đập khúc chừng về chút đi. Thành lồ cá như lồ vịt vậy. Con lấy rồi nè. Làm này dắt dính xe vèn quá anh Hùng. Xe vèn mà dừng không phải dính cá mà dính vào cái gốc gạ. Lát lên dính với gốc gạ không, nhằn mặt cho thầy trò gỡ xỉnh. Sao Thành có thấy dính gì không Thành? Cái gì hả? Cá sặc hả? Ờ thấy rồi. Sao không đủ kho quá. Đó, đừng con nữa đó. Có cái sạc cái gô, được, được. Dạ, có cái gô kìa. Ai cái gô này kho me ngon lắm đó anh Hùng. Đập tới chừng nào nó ngớp hùng nấy nữa. Có dính rồi đó, dính nhiều rồi đó. Dính cái gô mà, cái gô ngon luôn á. Cá nó cá ngon, không thấy cá gô, cá gô nu à. Nó không dính cái lên, mình dính cá gô cũng được. Ông nội đó tiện mà đập rắn như vậy mà ông chạy dữ không biết. Dạ ông kiếm à. Cái này hình như là phụ nữ hay gì đó nha. Phải không đây? Dính cái gô không à? Tao ơi dính nhiều dữ vậy. Có lấy rồi, có lấy rồi. Em Thành gỡ ấy cuốn mà cuốn mà dính kìa. Quá em rồi. Cái này là dư ăn luôn rồi, là đi mình đi kiếm món ăn buổi trưa mà cái này dư rồi, dư ăn rồi. Mới có chừng khoảng chục mét gì, chục mét lứ. Liền liền luôn Thành. Trúng rồi. Trúng mánh này. Thành cũng sát cá dữ à. Mình gian hoàn thành cuốn sát cá. Người ta cuốn là mới ấy không ơi. Bây giờ thử đổi vậy coi khúc anh ra anh cuốn nó gây. Nếu mà dính được vậy anh coi nó anh sát cá đó. Phải không? Nói gì phải không? Thôi thua, thua. Ờ phải thua tôi thôi, dễ gì. Dễ gì anh lý anh hơn tôi. Ờ vậy. Đập gốc được rồi, lên đi xếp rồi xếp. Nhiều đó đủ ăn rồi, đã đập hồi cho cố vô rồi. Đập hồi, nước rất nhẹp. Đem về nhà bán luôn. Nhiều quá đem về nhà bán luôn. Rồi phơi phơi cái củi đi chút mình nấu luôn đó, nấu cái củi lên luôn đó. Cái gô không à? Ồ, cái gô không ngon. Sao dính cái gô không vậy? Cái gô bằng nó vô cá uống luôn luôn, hai phân mà dính cái gô vậy là chuẩn lắm rồi đó. Ban đầu quảng cáo kiếm cái linh mà giờ cái dính cái gô không vậy? À, cái nãy tao nói là dính cái gì tao ghi hình lại cái nấy à. Đừng cái trang gian coi à. Em nói là nãy em nói kìa chứ có nói anh đâu, nói em nãy em quảng cáo đây là cây lưới cá linh. Bây giờ dính cá gô coi.
Trời cho cái gì ăn nấy chứ biết đường đâu rồi. Thấy ngấp ngấp tán chạy xuống hồi bả không? Đây đất chơi luôn luôn. Khúc này còn dính nữa không Thành? Sao Thành? Khúc này còn dính nữa không Thành? Không có phải trôi đâu mà lại nãy anh Hùng anh nghĩ đập đó quê. Anh Hùng không có đập nữa. Đập cá nó tạt chạy nhanh đó. À. Mới dính không à? Chiều này hay ha, chiều đây là đập nước. Nãy giờ dân có mười mấy phút chứ gì? Mới dặn xíu à. Rồi nó nhiều không đủ cơm trưa rồi đó. Mình mấy mình còn ướt nhẹp luôn nè. Ừ. Rồi dính ở trên nó tôi quay ở dưới dính nó nhiều quá. Ôi đét ơi. Cái gô bị chui vô bọc dính luôn. Tèm em tính kiếm vài con là đủ ăn cơm trưa rồi. Mà ở đây nó dính hơi nhiều luôn rồi đó. Ai coi lát con nào mà còn sống mình thả lại ta. Hay là đi hết rồi. Xỉu hết rồi. Xỉu hết rồi. Im thôi nha. Rồi. Quá nhiều luôn. Ôi cái này dư ăn rồi quá ngon rồi. Lưới hai ba cái dính kiểu này là chuẩn lắm rồi. Giờ mình lên gỡ cá. Cái gô không trời. Gô ú. Mập quá mập luôn. Cái này là phối hợp hai thầy trò công nhận thiệt chứ. Cái này mà kho lạc một cái ha, chấm rau muống một cái ha. Thầy văn trò ngon. Cuốn. Rồi, mình đi gỡ cá cả nhà ơi. Thầy văn trò cuốn hay quá. Cái này em nói thiệt luôn là không em không biết cái nghề lưới nữa đâu. Nói chung là em dở chứ. Trong nước mà. Rồi sao nó chạy xuống lặn luôn rồi. Một cá nhiều quá ông xuống ôm lên thôi vậy không biết. Con chú con chạy đắng nha. Lôi không lên nổi luôn hả? Chạy trong đồng sao chạy được, bả không à, bả đất xới, gặp đất xới là mệt nữa. Đi lại chú luôn, lại chú, xích lại chú cơ, mình gỡ mình coi chú luôn coi. Gỡ đồng nè, đồng nữa, là nước sáng dễ sạch lắm đó, cái này mua nước đồng nước sạch. Ở chẳng còn chưa chú, cái gì chú? Có cái linh luôn hả? Quá im rồi. Biết vậy nãy là cái mấy tụi con lại kiếm mới cái linh coi. Có đâu không có nhiều. Không có nhiều hả? Ừ. Mua nó kìa. Ờ. Không có nhiều. Trong văn nãy tay lưới mà không có dính con cá linh nào nha. Sao mà chứ cá linh không có quá. Ừ. Cá linh này dính nè, lớn nè. Ừ. Linh giờ yếu quá chú, giờ không có thể dính nè. Linh nè, cá gô, cá sạc nè, cua. Ừ. Quá nãy vậy nhiều chưa ít chú? Có đâu, anh chạy không được, cũng chạy xuống nè. Tính kiếm đất ra sới. Nhiều hả? Ừ. Vậy nó đổi qua gốc gạ lên nó mình kéo không dính. Đúng rồi, đậu gạ nó kéo không dính đâu. Ờ, dân lưới. Mà cá này làm thể cũng nhỏ quá. Lưới đó lưới có hai phân à? Hai phân đó hả? Hai phân mà dính cá gô vậy đó chú. Ừ. Phải lưới theo là hai phân là vừa đó rồi chứ tôi ba phân á, hai phân rưỡi hồi thừa. Ờ. Để đây này sư phụ. Đây này này, đâu có. Chơi chưa mới lọc lạ mà. À thấy chưa, thấy sư phụ chưa. Rồi cái này chơi chưa gặp lạ. Ủa coi mình đây có đem cái gỗ gì thôi hay không anh? Không có gì chứ á. Có cái này nè. Có cái túi kìa. Cái túi. Nãy giờ mới bổ mới kéo lên luôn đó hả? Bổ con tay một à. Con tay một bổ nhiêu đó. Ờ. Đủ ăn hả? Cũng như đủ ăn rồi. Này là nhiêu đây là ba anh em đủ ăn rồi. Kiếm kiếm văn lưới ăn chú ơi. Thì đó tôi muốn cái chạy chúng ta ăn nè. Dạ. Yeah. Mà này chú chạy chạy này chú dư ăn rồi nè. Chẳng còn chừng nè. Nãy giờ mới được chạy này á chứ chẳng không có ngủ. Ờ. Này cái gô ngon không á chứ. Cá này mình chiên giòn nó nè. Rồi với kho me. Ở ngoài ruộng mà là chiên giòn. Ở đâu ra? Anh làm ơn phước cho em liên tưởng một chút đi anh. Này mình lát kho me hay là mình làm cái món gì ăn ngon cho để mà cho ngon ngon anh Hùng. Từ từ sẽ xem. Từ từ sẽ xem hả? Ờ xem. Từ từ sẽ xem. Đâu ai nói trước được, biết nói trước đâu có hay. Ngày nào em cũng theo anh em xem hết chứ. Cái là hai phân rưỡi mà dính hai phân nè. Vậy nó mới ngon. Cá sặc cũng tò tò không ha. Cái sặc cá với giò nó vô đó, bỏ vô đây nó ấy vô đó. Cái sặc hai phân rưỡi mà dính hai phân nè.
Cái này mấy cá sạc này mà mình nấu canh chua nè ha, canh chua mà cái gì, bông điển nè, bông súng nè, ngô muốn nè, ngô muốn, bắp gỏi nè, chấm kho lạc, bắp gỏi là chấm ngon tượng sách. Cái gì coi cá mà bắp gỏi gì xếp? Đó, ngô muốn bắp gỏi cá kho lạc, ngô muốn bắp gỏi chấm tượng sách. Ăn nhức nách không sư phụ? Không nhức nách đâu, nhức nách là không ai ăn đâu. Ăn ăn mà bệnh ai ăn? Buông đũa không à? Bóc hay gì? Lấy muỗng múc. Mau. Cái lưới này mới có 2 năm rưỡi mới giăng lần đầu tiên luôn. Giăng lần đầu tiên mà này cũng tính ra cũng sát cá quá ha. Chưa ác thì chết đậu xe. Chạc cái đâm tay lưới ra kiếm đồ ăn luôn à. Mời tôi đi là tôi đem mồi theo luôn đó. Tôi nghe tôi già tôi giữ mồi luôn. Ờ chỗ nào ông giữ mồi cái ông chỉ con nha. Biết chưa con dân lưới. Lụm đâu quá. Đi không có biết. Nó đi để đi kiếm cá ăn coi sao. Vậy là mình thấy mồi hồi mình lại mình chạy nó lại dính mạnh hơn hay chú? Có thể nó bị mấy con cá này nó phái cái mùi mồi lắm. Ừ. Như sắc mắm rồi là lại sẹo con luôn. Mời lụm sắc mắm luôn. Dạ. Nói sắc mắm mới nhớ ai nhà mới nấu nước mắm cũng còn một ngô sắc mắm. Làm liền luôn hả? Không được. Khoảng 10-15 phút. Nói bụng rồi bữa à. Đủ cá ăn rồi nghỉ được rồi. Chài một cá buổi quá bả hả chú? Trong đồng bả lắm. Rồi mình đã gửi xong rồi cả nhà ơi. Dở lên thành quả coi cái anh Hùng. Từ từ mình cuốn kìa. Cuốn kìa hồi nãy đi. Dở đi. Đem xin bay thành. Cái cân cá à. Bây giờ cân cá rồi. Cái cân điện tử. Cân sư phụ, cân sư phụ. Coi cho cái sư phụ cân điện tử đi. Nửa ký. Rồi ta lưới nửa ký phải không? Nửa ký. Còn rồi gì nữa? Bở vậy. Ta lưới nửa ký được chảo cá kho rồi đó. Ừ. Quá ngon sư phụ ơi. Chảo cá kho với chảo nướng hả? Ủa với vị nướng hả? Nướng không được rồi. Nó quá thua. Cá gô này nướng được không? Nướng gấp cái gô nướng gấp. Nướng gấp đi. Mình làm hai món chứ mà mình kho theo anh là phải làm đồ nướng á. Để xem chú cũng giải chài này nữa coi. Dằn đó. Này chài trên ruộng chứ không có chài trên biển cả nhà. Này biển mênh mông. Đồng ở miền Tây thì lũ về thì là thênh thang vậy đó. Trên ruộng cũng hố sâu không có tầm khoảng có ngang ngực à. Hơn mét nước. Con mặn rồi con bỏ một cái. Thấy dính cá sạc. Đây dễ dính quá, dính cá sạc dễ dính. Nhiều. Nghe giải chài dữ lắm luôn mà từ đó giờ chưa biết giải chài. Bữa nào em đem chài về cho anh giải nha. Ta... Mà biết giải không? Có biết giải đâu giải. Giải toàn dính cua không quá. Nó tập... xéo rồi xéo à. Giải hình số 8 rồi. Trời phải giải ra cũng ráng giải luôn, giải thôi không ra. Giải hình số 8 là hình hột vịt gì đó. Người ta giải tròn mà anh giải số 8 hột vịt. Đưa chú cái xèo là sao lại vậy luôn á. Rồi cái này thắt rồi, chài này thắt rồi. Chài này thua chài kia. Có cá là được rồi. Cũng được mới cá sặc nè. Ốc quá ốc. Trời ơi ốc này hơi chắc chú giải ăn lát cái gì vậy, nồi ốc quá chú. Chài dính đầy ốc. Lấy ở đây có củi sẵn mình bẻ mới củi mình làm được cái lò đó anh Hùng. Đây củi nhóc nè. Đào cái lò này. Lát nữa mình nướng cặp gấp mấy cái gô. Nướng. Ngon lắm. Đó, củi khô không? Cái mấy mình dẻo trước cái kiếm củi cực dữ lắm cực. Có một chỗ một mình làm hoài hết củi luôn rồi. Giờ nay đổi hướng rồi. Này là điểm mới, này là điểm mới. Đi tới đâu là đánh dấu lãnh thổ tới đó. Chỗ nào cũng có cái lò hết trơn. Mình xâm chiếm địa bàn. Đi tới đâu thì tem của em là anh Hùng chắc chắn sẽ bỏ lại một cái lò. Đánh dấu lãnh thổ. Chờ xem cái điểm mới cái lò của anh làm như thế nào. Chuyên gia làm lò.
có ai muốn mua lò lặt mình nha, mình làm lò cho. Lại tới nơi tới chỗ luôn, làm lò luôn. Cái lò này đi không có được. Để ở đâu để đó à? Ở đâu đó vậy đó. Làm nhanh luôn, chỉ gần 2-3 phút là xong cái lò đó. Thấy đào xuống lỗ rồi thấy gần xong rồi đó. Xong chưa anh? Xong rồi. Để em đi kiếm cái bánh nhánh chè vậy ha. Rồi, đi đi. Ông tôi Vinamen không đi làm là còn bị chữ á. Mình đi kiếm vài nhánh chè về, lát mình cặp gấp mấy cá gô mình nướng. Anh Hùng có một cái sáng kiến rất là tuyệt vời. Anh đào một cái lỗ vậy nè. Ở này là ở ngoài trời do gió quá gió cho cả nhà xem, gió lắm gió rồi này mình bằng bếp ga, mình kho cá. Mình hôm nay là nhà tem em có đem theo cái bếp ga, ảnh chế ra một cái hộc nào, cái hộc để cái bếp xuống rồi tránh gió. Còn ở bên kia, cái bếp bên kia là mình để mình nướng than á, nướng than nướng cá tiền sống. Thành thì dưới kia bằng cá dưới rồi chứ Thành. Chưa xong nữa hả? Chưa xong thì cũng được đi, chuẩn bị trên này cũng chưa có gì đâu. À, tiền sống chưa? Đúng tiền sống luôn. Là để gì nè? Vứt gió lại. Cái này là cái chiêu của là ông bà hồi xưa đó, mình đi động cũng vậy học, không anh? À, mình phải học hỏi lại cho không bỏ bên cái câu tiền sống của Việt Nam. Rồi này mình nhắm lửa bên kia cho có than đi, rồi mình đi hái mớ bông điển ở đây. Đúng rồi. Cho thang ở đây cháy rồi đi kiếm mớ đường điện. Nãy lần kia em gặp có mấy cây đó. Bông đường điện mà chấm cá kho lạc với me một cái nha. Đường điện cái này thấy cũng bông nó cũng bớt ngon anh. Bị cái này là cuối mùa rồi. Cuối mùa đường điện hiếm lắm. Cái này hiếm lắm. Đầu mùa bông điện là khi cấp nước mới vừa lên á. Ngon lắm, bông điện đầu mùa ngon lắm. Ừ. Cái này cuối mùa. Nước bêu lên là nó khằn đi, là lúc đó là kêu gọi là cuối mùa. Cuối mùa muốn hết bông điện. Muốn chuẩn bị hết bông. Rồi, đi. Nè, nãy em đi ngang em thấy cái đám được mấy cây điện điển này nè anh. Ồ, điện điển quá ngon rồi. Điện cuối mùa mà vậy là im rồi nè. Anh Hoàng nhánh bên kia kìa, ở ngoài kìa nó nhiều hơn á. Đây nè. Ở ngoài chọn cây bên này ít vậy. Bên này giờ trái hết rồi, cả trái rồi đây. Từ từ. Đừng đi khó đi. Gió anh Hoàng vô đứng trên bờ với nơi đâu mà xuống nước, anh làm cái ầm xuống nước giờ anh khoái dưới nước à. Đem cầm cho. Ê nhẹ nhẹ nó rụng hết á. Rồi, nhánh nữa không hay là nhánh một đủ rồi? Mình hái từ từ nhánh đi. Tạm vịnh rồi đó, hái đó. Đi. Đây có cái gỗ luôn nha. Gỗ bài bản của ông cha xưa đại đại. Cái gỗ này là cái gỗ của cái gỗ anh Hùng nè, ăn một hồi á là mồ hôi không? Mồ hôi không. Mình làm tiền thống của ông cha xưa. Đại đại giờ mình không có quên phong tục đó. Gắng cố gắng nhớ lại mình làm nè. Hồi đó cũng đi ruộng, ông cha mình ở lại. Không có gì hết trơn, cũng hái bông điển bằng cái nón. Bây giờ mình cũng dùng bằng cái nón. Này mình sinh tồn ăn trong đồng trong ruộng là gọi là tự nhiên luôn, chứ không có cái gọi là cái gì nó hơi văn minh, giống chỉ có là cái bếp ga thôi. Do cái bếp ga mình mà nấu cái kho. Kho đó dùng bếp ga. Mới dùng bếp ga, chứ nào cũng không đem theo luôn. Bông này ngon đẹp quá anh. Đẹp. Này cuối mùa mà cũng còn được chùm này ha. Vậy mà đẹp thôi mình đó, mình cũng đẹp hơn nó nhiều. Cái bộ râu anh nè, với cái tóc anh là đẹp nhất nè. Tóc mình là, nói không phải nói với cả nhà cùng biết chứ. Nhiều khi con chim muốn đậu anh chảnh, đẻ anh chảnh. Hùng đầu gươm. Nó tiễn mình là cái ổ nó đẻ đó. Anh kia dịch mà còn lên quậy ổ hoài. Nắp trên này nè, nắp trên này có cái bông đẹp đẹp. Này đẹp không nè. Từ xanh luôn. Xíu một gần nửa gỗ à. Xíu nửa gỗ à. Rồi mình hái cái này không muốn đủ ăn luôn rồi. Chỗ này bông vàng ôm luôn nè. Đó, từ từ hái nè. Hái từ từ, cả nhà thông cảm mình nha.
Phải người ta chọn trẻ người ta hái mau, mình có chín con cử à, hái lâu. Em buông à. Nè anh, nè. Chọn quăng xuống cho anh hái luôn. À, lắm. Lắm. Đó, bông đó, bông này bông đẹp nè. Bông nguyên điển, bông búp này nó ngon nhất. Cái này em cầm có con tay, mất tay quay ra, cho nên cũng hái, cũng thèm hái lắm mà hái không được. Hái cũng không ai cho là hái. Muốn lập công hả? Nói nhiều khi cũng có một số anh chị gì đó vô bình luận nói thằng quay phim nó không có làm gì mà hồi nó có ăn. Đó mình không cho làm thôi. Kẹt cái mà đó mình cầm mình quay gì mà nói là sao lại không làm gì. Nếu mà nếu mình không làm gì có được cái hình ảnh mà ra cho cả nhà xem. Đó, mình không cho làm thôi chứ không phải là không làm. Quay phim quay phim cũng cũng bị nói. Đủ ăn cho anh hái hai ba bông nữa đủ ăn nghỉ hái như quá ăn không hết bỏ uổng trái hết sức trái luôn trúng mà đây là trái cả nhà bông điển bây giờ nó ra trái cỡ này nè hết sức nè trái này là sang nằm ở chỗ này là chắc chắn là nó sẽ lên thấy nhiều luôn nó sẽ lên nhiều nữa bởi vậy là nó gieo giống hoài á không có mất giống đâu miền Tây mình đó là không có vụ mà mất giống bông nguyên điển này nó ít thôi nhưng mà không bao giờ mất ít mà đủ ăn rồi đấy. Mình tổng kết cho anh tổng kết cái gỗ của anh bao nhiêu được bao nhiêu nhiều lắm à nhiều đó về ba anh em ăn được rồi một đống luôn là cả nhà hai con một nha có nhánh mấy mà nhiêu nè rồi được đủ ăn rồi rồi chào cả nhà rồi chào mình tiếp theo nha chút nữa mình về mình ăn mình làm đồ ăn cho cả nhà xem anh Hùng có một cái thắng cách thắng nước màu rất là hay luôn nè ở ngoài đồng luôn không đem nước màu theo luôn ha sinh tồn mà dứt khoát không đem gì hết không đem nước màu đem đường nó đem đường anh đem đường theo anh làm thắng à tự lập mà tự lập dân giả luôn khỏi mua nước màu á nó trộn cá vô anh trộn cá vô trơn Hùng thì lo ba cá kho còn Thành thì làm cái gấp thì hơi bị khó một chút gấp này hơi lớn cái cây này xin của người ta chứ không có ấy nữa không có ở đây cũng không có cây nữa mắc chạy đi xin mới được cái cây này làm được cái gấp ngon không đầu còn sống mà ngon cái gì ngoài bây giờ màu biết ngon rồi lên màu ha lên màu ngon đúng chắc luôn nhiều quá thơm quá rồi xuống nhiêu đó được rồi Thành có đi thấy qua kho đi anh Hùng khoan trộn hết đi anh Hùng làm một gấp được nhiêu được rồi này chưa đến dãy mà khỏi đánh luôn cái khô kho lạc sao em dãy ai đi. Biết đâu anh à nào mình làm được làm đi làm gấp dài dữ à vậy hả ừ giờ gấp vậy được rồi giờ vô kho đi này cái khô non lát mình cột lại đó cái khô non kiếm cái gì cột có được kiếm gì cột có được lát kiếm người gì chì á chị đây thức dậy ta làm công chuyện rồi hồi tối làm tới 1 giờ luôn sáng thức dậy 4 giờ làm riết làm cái chuồng rắn á anh Hùng thôi làm chuồng rắn rồi mình kinh rắn có nhiều cái mình về mình thả hết trơn bắt được nhiêu mình thả nhiều để mình nuôi nữa cái sau này mình kiếm lời giờ này không kiếm kinh doanh đó khổ lắm nuôi mấy con gắn nhất nha mà cho nó lên thành gắn nhất á mới có tiền nhiều mấy con gắn nhỏ nhỏ vậy nè với bằng chục cái mà mới nuôi cho bự nó mới có tiền nhiều một hồi mình để me vô hay là bây giờ mình để liền vô để anh liền luôn me lâu chín lắm mình có chuẩn bị bắp cải luôn có bắp cải đem theo nữa hả có bắp cải đem theo giờ kêu đem cầu sống với dưa leo nữa tới tại vì mình biết trước thế nào mình cũng trải nghiệm cái món này mình phải đem theo trước trời ơi me chua me này cực chua chua chừng nào ngon nấy đó anh bị có chua không mà ăn trái đã ăn tháng ê gần tháng luôn á lại đây coi đây xoay me ra cử mình không bao giờ mình rửa nha mẹ trên cây nha trên cây là mình để vô luôn không rửa luôn hả không rửa luôn sao mà nó để vậy nó mới ngon là sao nó để vậy nó ngọt nó chua hơn còn mình bẻ ra rồi mình rửa là nó không còn chắc me nữa có mấy con cá mình để 3 trái 4 trái luôn hả
Đợi bún cháy được rồi, để nhiều quá ăn không hết, bỏ uổng. Nó để nhiều quá nó chua mình. Mà nó cũng đâu có chui đâu, mình đâu có, mình không dầm nó gì, nó chua mình, lát mình dầm ra nè. Mình này là thật sự mình không có bột ngọt làm gì chân nha. Để vậy là rồi luôn đó. Nào có mặn quá mình thêm nước. này nước này gì lỏng lỏng rồi, được rồi. Này chắc không mặn đâu. Không, cho chắc ăn miếng nữa đi. Không có lại một người. Sư phụ kho con nước nha. Rồi. Thành bến chuẩn bị rồi luôn Thành. Rồi luôn. Này có mặn mới có ăn nha. Nào giờ lên coi cái Thành chuẩn bị cái gấp nè. Con này nó hơi lỏng chút. Cá này ngon ha. Nhìn thấy đã. Ở đây à. Đâu? Ở đây cả nhà đều cũng biết có mặn mới có ăn, không mặn là không cho ăn á. Nhìn luôn. Để luôn mình đi, mình để xéo á Thành. Ừ để xéo luôn. Ăn họ có bọt luôn ha. Có bọt. Bọt bỏ. Có khán giả lại xem luôn. À. Hello. Chưa thật sự mà đó, nó đi trải nghiệm là không ăn uống gì mà có gì ăn nấy, ăn nó mới ngon. Ừ. Không có này là đi là có gì ăn nấy, không có là ăn muối chứ không có đem đồ ăn, không có thì hái rau luôn. Cỡ nào cũng phải lo cho bằng được mà. Bữa hơn là có bếp ga nên là bữa là không có luôn. Vậy là được rồi, mình đứng cái bài dưới nữa là ngon rồi. Cả nhà cái nó về cái cây gấp này á thì nhìn thật sự nó bự, nó xấu thiệt. Cái này không phải là mấy anh em mình nó là không biết làm cây gấp nha. Không có gì do chứ. Này là sinh của người ta, cây này cây cắm cột cây ớt á, sinh cây á. Chứ không ngoài ra không có gì hết. Tận dụng ở ngoài đồng á, chứ ở đây thì không có tre ha, nếu có tre thì cũng làm rồi. Có tre thì chuyện đó ấy à. Ông này luôn hả? Ông này gì nào, gió mau chín. Ồ. Không có gió, không có tạt. Vàng chảy luôn. Thơm thơm ha. Thấy mà thấy nó sôi nước luôn ha. Ừ, chín dữ lắm rồi. Cái này nó giống như mà cá chiên ha. Giống như cá chiên, cái này tiền giống mà. Chỗ cái đầu này chín chưa anh mà? Chín chân rồi nè ha. Con đằng đầu này lát anh nha. À, gì nè. Ừ, để vô vậy đó cho nó chín với con này nè, chú ý con đầu nó bị ít than á. Gấp là gấp tiền thống nha. Có ông cha xưa để đợi nè. Đá này ra nếu mà có tre nhánh nhỏ tròn á, mình sẽ làm nhánh nhỏ nó sẽ đẹp hơn, đẹp và nó ngon nữa. Hơn. Con này do không có cây cho nên nó là gấp hơi xấu. Ở trong ruộng, trong đồng gì là quý lắm rồi. Ừ. Không có nhà cửa ai hết trơn, củi rủi. Dọn cơm cho Thành. Dọn đi đính thôi. Thành cũng dọn cơm xong rồi, này chính rồi mình cũng đem lại mình xuất ra, này mình xuất ra hay mình để nguyên này anh, chắc xuất ra chứ. Xuất ra đây, mình có cái mâm điện thoại giống gì nè. Có mâm lá chuối đó, mình xuất ra cho nó dễ, mình dễ gấp hơn. Dễ ăn hơn, dễ dành lộn hơn. Ai dành đây mình không dành đâu. Rồi, chín rồi. À, dàn khè luôn. Đây, đi anh. Quá ngon. Có cái vỏ của ông anh chủ ruộng chủ trại đây nè, ông lên ông thăm ba cái ớt nè với đốn mấy cây ba đàn đậu đây cái bên luôn. Cái nhà biết cái này cái gì không, lấy chuối này cái nhà biết cái gì không? Khui cá khô me. Cái chảo khô me anh hầm nè, anh hùng nãy giờ không dám buông ra. Quá ngon, không biết ăn được không, thử đi ngon không. Lấy cái keo mở cái nắp ra, chế vô cái nắp á. Chế vô nắp này ha. Thấy ra chừng chế ra miếng chấm chấm rồi. Đúng rồi. Cơm thì mấy anh em mình nào ngay chuẩn bị ở nhà. Vô đồng mà nấu cơm nữa thì thời gian mình không có nhiều. Lâu lắm thời gian không có. Bị còn mình đi kiếm ăn nữa, sao còn đi săn bắt nữa. Rồi. Ủa, mày không đi quen hả? Không đi quen. Hôm qua thì dẹp nó. Dở ra. Trời ơi nó ngon. Cá rô non cái này là nó mềm dữ lắm, mềm á, mềm mập à. Đây là bông tương liễn. Tuốt ra luôn ha anh. Mình tuốt. Vậy luôn ai ăn mới tuốt. Trời ơi, giờ ông tuốt giùm cái đi ông ơi. Cái gỗ của ảnh kìa.
Thấy có gỗ mình ớn rồi đó, ớn trà đậu rồi. Đó, có anh Phủi kìa, rồi anh đội lên nè. Trời ơi, quỷ thần ơi, cái này mà cô bác anh chị nào mà xuống về đây giao lưu chắc gặp chắc quải trà đậu nữa. Rửa muộn lên. Xài luôn ha, có lính mà. Tốt đi anh, mình tốt mới có mình dầm me trước. Dầm me hả? Dầm me rồi mình tốt bông rễ ra cái mình gấp gấp à. Chứ để mà khi ăn mình bỏ đũa chút mình tốt cái nó hơi sựng. Ngon quá nó sựng lại. Trời ơi nó ngon. Me nãy anh thảy nó 4 trái vậy. Tính thảy 5 trái mà. Sao không hết. Cơm thì có 3 thuốc cơm. Tốt tiếp mà sư phụ Thành. Ở Kiên Giang à, ở Kiên Giang dưới sao rồi? Có bông điển này không? Có mà ít lắm anh ơi. Nó không có mọc phải không? Không mọc. Cái này thường người ta trồng không nhiều. Có trồng chứ là không mọc tự nhiên ha. Mọc ít lắm. Cái này là chơi đồ thiên nhiên. Cái này là đồ thiên nhiên. Có qua đây thấy mọc nhiều nè. Đi lai gai là gặp hoài luôn trộm trộm ha. Này bông điển này là mình tốt thì là mình ăn luôn, mình không có rửa luôn á. Đồ thiên nhiên mà. Rửa cái nước không à? Mấy ngày nay mưa bão phạch nó sạch do ha. Muốn lưỡng luôn. Đẹp không mình đi. Vỏ sống quánh ạch ra. Cái bên có cái chòi. Chòi này chòi gom. Tay lưới của nhóm em để còn treo. Xong rồi mình ăn xong rồi là nhớ dẹp tay lưới vô nha. Quên là không được. Để quên là mai mốt là nhà là muốn là đi ruộng đói à. Cái lưới đó của mình đó là 2 năm rồi đó. Ừ. 2 năm mới ăn đồng lần đầu tiên luôn. À nè mình hái chút xíu mà quá nhiều luôn. Cá bụm bồng ha. Có hai con nhánh gữ à. Ừ. Cái này mà có sầu đâu cái nữa ha. Sầu đâu hả? Mình cặp vô một cái ha. Nó ngon. Sầu đâu là ăn ta làm gỏi không ơi, làm gỏi sầu đâu mới ngon. Sầu đâu mình ăn sống mới ngon hơn. Ăn sống là kèm có cái lóc nướng kìa, còn này có gu nướng mà cặp cái vậy. Mình đừng nhắc đồ nướng nữa. Nó ngán dữ lắm rồi. Hôm nay là từ cấp mà em quen với anh Hùng và rủ anh Hùng đi làm clip tới nay là ngày nào hầu như anh Hùng cũng đã cho em là nướng đều, tất cả đều nướng, mà hôm nay cũng có nướng luôn mà có kèm theo một chút là chảo cá kho hơi lai một miếng có cá kho, còn cá gô cũng cá gô nướng. Mời cả nhà ăn cá nướng với mình nha. Cá nướng luôn hả sư phụ? Cá nướng. Sư phụ ăn cá nướng ngon, ăn cá kho ha. Mời cả nhà ăn cá nướng mình nè. Cá nướng này cá nướng truyền thống nha. Cá kho nha. Mời cả nhà. Sư phụ thì ăn cá nướng, đệ tử ăn cá kho. Mời cả nhà dùng cơm mình. Cơm luôn. Cắn một miếng ớt. Ngọt không anh Hùng, ớt ngọt không? Ngon. Ngon hả? Rồi anh chấm ấy gấp mời miếng bông điển anh. Mời cả nhà bông điển. Mời cả nhà bông điển mình nha. Chấm cá kho me. Chậm chậm nha anh. Đó. Mời cả nhà. Quá ngon. Mùi vị nó sao anh? Quá ngọt luôn. Bông điển mà ngọt gì? Ngọt. Me chua chua. Ngon mặn. À. Mời cả nhà ăn cá kho lạc với mình nha. Thì cái nhiệm vụ của em là quay phim chứ cực nhất là cái giai đoạn này nè. Mời cả nhà. Đó. Thì em cũng như là cả nhà thôi. Mời cả nhà ăn hết luôn. Chúng ta đều cùng nhìn ảnh ăn. Sư phụ mời quay, sư phụ mời quay lia lịa hết trơn kìa. Cả nhà ủng hộ mình gắn mình mời. Mời cả nhà ăn cơm với mình. Ăn cơm nha. Sư phụ chọc tức tôi đó chứ. Anh gia bỏ anh mời, anh nhướng nhướng tôi đó. Mày đi lên men.
Rồi cảm ơn nhiều. Rồi cảm ơn nhiều, ăn đi. Ngọt quá khi mê mình. Chấm chấm cái rồi thằng. Chấm mời cả nhà cá rô nướng. Chấm nước mắm chồng á. Đây. Rồi đổ luôn rồi sư phụ ơi. Rồi á. Kệ không sao đâu, cái này cái mâm này lát mình bỏ chứ mâm này không có lấy được. Không, không có đem theo được. Mời cả nhà nha. Mềm không? Mềm mập luôn. Cá rô non mà. Non nó ú thơm phức luôn. Nướng này là kêu nướng gấp mà nướng lửa hả anh Hùng? Đúng rồi á. Gấp tiền sống của mình nè. Gấp nè, có ông bà xưa ở lại luôn đó. Là nướng kiểu gì luôn nè. Mà cái cây này mình xin. À. Rồi mình đã ăn cơm rồi, cái nhà mình chào cái nhà mình về. Giờ này cũng xế chiều rồi. Chào cái nhà. Hết chào cả nhà luôn nha. Hẹn gặp cả nhà ở video tiếp theo. Dạ, mưu sinh miền quê em cũng xin kết thúc cái video tại đây luôn. Thì một ngày sinh tồn của mưu sinh miền quê đã trải nghiệm những hình ảnh trên sông nước. Rồi, chào cả nhà.